Chào các con, cô Hồng Vân hôm nay sẽ hướng dẫn cho các con bài học trang số 22, Serenade. Ở bài này, chúng mình sẽ được nghỉ ngơi ở phần tay phải và chúng mình chỉ cần chơi và luyện tập ở tay trái thôi. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các con đọc nốt nhạc ở khóa pha nhé. Các nốt nhạc này là những nốt nhạc mới mình vừa mới học ở bài học trước, đó là nốt Do, nốt Re và nốt Mi của khóa pha. Đó, các con nhớ vị trí ba nốt này nhé. Nào, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. 1, 2, 3, 4. Do, hai, re, hai, mi, hai, ba, bốn. Re, hai, do, hai, fa. Do hai, re hai, mi hai, ba bốn, re hai, do hai, fa hai, ba bốn, fa hai, mi hai, re hai, ba bốn, son hai. Son hai, đô hai, ba, bốn. Như vậy là ở bài học này chúng ta ôn lại ba vị trí mới ở vệt tay trái khóa pha là nốt đô, rê, mi. Và ngoài ra là những nốt pha và nốt son thì các con đã được học ở rất nhiều bài học trước rồi. Còn về phần khóa son tay phải thì các con nhìn thấy có rất nhiều các dấu lặng tròn. Như vậy là hoàn toàn mình sẽ nghỉ tay phải. Và khi chúng ta nghỉ như thế này thì chúng ta có thể thư giãn, đặt tay ở trên đùi. Và chúng ta chỉ đặt tay trái khum gọn và thả lỏng ở trên bàn phím để chúng mình chuẩn bị chơi thôi. Bây giờ thì các con quan sát cô chơi mẫu nhé. Sau đây cô sẽ hướng dẫn cho các con chơi bài Serenade. Ở bài này chúng ta sẽ đặt tay. Trước tiên là chúng ta tìm vị trí đô trung tâm này, là vị trí đô giữa đàn này. Sau đó chúng ta đặt tay trái ở vị trí đô thấp hơn thì chúng ta sẽ ra được là đô khóa pha thấp ở bài này. Rồi, bây giờ cô sẽ chơi trước với phần không có nhạc nhé. 1 2 3 4 có thể quan sát được là đô vị trí thấp của khóa pha chúng ta sẽ đếm là từ dưới lên sẽ là đô thứ 3, đúng không? Chúng ta sẽ đặt ngón 5. Và sau đây thì cô sẽ làm mẫu bản nhạc này với phần nhạc beat chậm và nhạc beat nhanh nhé. Thank you.
Vừa hướng dẫn xong cho các con bản nhạc trang số 22. Các con lưu ý là khi chơi đàn, chúng ta ngồi thẳng lưng này, chân chúng ta đặt được dưới mặt sàn, hoặc chúng ta có thể đặt lên một ghế để chúng ta chạm được một cách chắc chắn ở dưới nhé. Và điểm nữa là khi chúng ta chơi thì tay chúng ta thả lỏng, khum tròn. Và các con nhớ là chúng ta gõ ngón nào chúng ta phải nhấc lên để chúng ta gõ xuống thật chắc chắn nhé. Cô chúc tất các con luyện tập bản nhạc này thành công. Tạm biệt, chào các con.